Bích xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin tức. Trong phần 2 là phóng sự cộng đồng để mở đầu. Bích Phương có mời quý vị theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay. Thay mặt gần 10.000 nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra vào đầu tháng 4 năm 2016. Hội công lý cho nạn nhân Formosa với sự giúp đỡ của 5 tổ hợp luật sư, trong đó hai tổ hợp luật sư là Quỹ bảo vệ quyền môi trường. Hội 1, cuộc họp báo quốc tế đã được diễn ra tại trước tòa án thành phố Đài Bắc lúc 9 giờ 30 sáng tại số 131 đường Bắc Ái, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc. Trong cuộc họp báo này, các luật sư đại diện cho các nạn nhân và đại diện của Hội công lý cho nạn nhân Formosa tuyên bố lý do của vụ khiếu kiện cho báo chí quốc tế và người dân Đài Loan. Sau đó, lúc 1 giờ 30 chiều cùng ngày, đã có một cuộc biểu tình họp báo tại trụ sở chính của tập đoàn Formosa, trong lúc công ty đang họp cổ đông hàng năm, địa chỉ tại số 100 đường Bắc Đôn Hoa, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc. Lực sư bảo vệ môi trường tại Đài Loan đã chính thức khởi kiện công tư Formosa Hà Tĩnh và 18 công ty liên đới chịu trách nhiệm trước tòa án Đài Loan tại Đài Bắc vào sáng ngày thứ Ba 11 tháng 6 2019. Mục đích khởi kiện là yêu cầu tập đoàn Formosa phải bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân và làm sạch vùng biển bị ô nhiễm chất độc do công ty gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây nên. Ngoài ra còn có một số các tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho môi trường tại Đài Loan như Hiệp hội theo dõi và thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc, Hiệp hội thúc đẩy nhân quyền Đài Loan, Văn phòng trợ giúp công dân di dân Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường, Hội lực sư bảo vệ môi trường, Giáo sư Paul Chopin thuộc Seneca Academics. Đây là những tổ chức phi chính phủ tại Đài Loan và đã đang hết lòng hỗ trợ cho việc khiếu kiện cũng như tạo thuận lợi cho vụ án trước dư luận quốc tế và dân chúng Đài Loan. Ngoài ra, một phái đoàn từ Việt Nam gồm một số linh mục đại diện cho các nạn nhân đến từ hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh Nơi có những nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề, cả về môi trường lẫn bị đàn áp nhân quyền của nhà nước Việt Nam sẽ hiện diện để đại diện, lên tiếng cho các nạn nhân và chứng kiến vụ án lịch sử này. Kính thưa quý vị, để tiếp tục, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin về Phòng Mô Sa tại Đài Loan do Võ Thành Nhân thực hiện. À, kính thưa quý vị, à, cũng nhân dịp, À, chúng tôi đi uh, đài loan để mà làm cái bản tin về cái cái, cái ngày mà chúng tôi gọi là khởi kiện uh, cái công ty phòng moza đó thì chúng tôi có cái hân hạnh được một số những người đài loan những người chuyên về tranh đấu cho vấn đề bảo vệ môi sinh đó. họ giúp chúng tôi đến để thăm một cái thành phố thành phố Du linh đó, bên cạnh một cái nhà máy uh, plastic của phòng moza thì chúng tôi đến đó để thăm thành phố đó thăm cái nói thành phố thì không đúng nó một cái làng mà những giống như một cái làng bị bỏ qua không còn ai đi đến thường nữa rất là quan sơ và tiêu điều à, làng này thì hầu hết à, nhân viên ở đây à, nhân viên của phật Moza ở thành phố này ở cái, cái làng nhỏ này đó thì họ làm việc cho phật mua à, và họ làm việc như vậy đó là cái lương cũng tương đối khá và công ty phật mua Gia cũng cung cấp cho họ à, rất là nhiều cái 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 giống như là cần về trường học thì họ cũng cho tiền để làm cho trường học nó có thêm những cái phòng ốc để mà những đề giáo dục dễ dàng hơn những ngày lễ hội cái gì đó thì họ cho thêm tiền hoặc là họ giúp những cái để xây những cái, cái xây cất những cái trung tâm gì đó để mà cho những cái người ở cái thành phố đó có cái cơ hội để mà đến những cái khu sinh hoạt giải trí thì chúng tôi thấy rằng họ mua giống như là họ mua hầu hết những người dân ở đó những người dân thấp cổ bé miệng đó nhưng mà rất tiếc rằng cho dù có mua hay không đi nữa đó, thì cũng có khoảng 5 tới 700 hồ sơ của những người dân Đài Loan ở đây bị bệnh ung thư và vấn đề này nó cũng xảy ra lâu rồi cái nhà máy này nó nó phun khối dữ lắm cái khi mà có mưa thì có thể nói rằng là có những cái màu đen ở trên những cái lá hay là trên cái mái nhà hay là ở dưới đất tức là khối độc cũng rất nhiều, nhiều nhưng mà nước mà chung quanh những cái khu vực này thì rất là nguy hiểm rất là khó sử dụng để mà gọi là nước sạch do đó nên chúng tôi thấy rằng ngay cả Đài Loan cũng đã có một cái công ty Formosa về plastic như vậy mà họ cũng chưa giải quyết được do đó nên cái vấn đề Việt Nam tự nhiên nó trở thành một cái cái điều để mà nó làm cho cái người Đài Loan cảm thấy rằng tại vì nhờ cái, cái, cái vấn đề Đài Loan họ sẽ làm lớn chuyện lên cái vấn đề bảo vệ môi trường do đó nên cái vụ kiện này cũng được nhiều người Đài Loan giúp là như vậy và chúng tôi đến thăm cái cái nhà những cái khu nhà khu vực nhà trong cái cái làng trong cái làng này đó thì chúng tôi thấy rất là buồn tại vì nó rất là buồn và đi chung trong phái đoàn của chúng tôi thì có ba linh mục ba à, linh mục này là những người sẽ trở về lại Việt Nam và sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ khi mà họ đến Đài Loan và chúng tôi cũng sau đó thì được một cái một gia đình ở gần cái thành ở trong một cái thành phố gần đó đưa chúng tôi đến công ty phọt moza cái cái công ty rất là lớn phải nói là công ty rất lớn giàu có lắm và chúng tôi được vào bên trong và chúng tôi đi thì khi mà chúng tôi đến ở phía trước cái bảng của cái công ty thì chúng tôi có được cái cơ hội là đứng ở phía trước đó để mà chụp hình và để mà phản đối thì bị mấy anh bảo vệ mấy anh an ninh ra để mà đề nghị chúng tôi đi chỗ khác thì chúng tôi cũng sẵn sàng đi nhưng mà cái người mà chuyên tranh đấu để bảo vệ môi sinh ở cái vùng đó đó thì họ nói rằng đừng có sợ mấy anh này chỉ là bảo vệ thôi và họ biết cái anh đó rất là rành tại vì lý do là cái anh đó là một những người có thể nói rằng đã phản đối Phật Mua Gia khi mà họ tính xây dựng cái nhà máy gang thép ngay kế bên cái nhà máy plastic như vậy đó và ông cha cha lĩnh đã nói rằng là chính cái cái, cái ông đó, đó là một những người mà đẩy cái 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 nhà máy gang thép đi chỗ khác nhưng mà không có ngờ nó là một thảm họa cho đất nước của chúng ta là cái nhà máy đó đi đến Việt Nam do đó nên ông cha lĩnh cũng vừa nói mà vừa vừa có vẻ diễu nhưng mà vui là nói rằng cái ông này là anh hùng của người Đài Loan nhưng mà có thể nói là đối với lại dân Việt Nam thì dân ở Hà Tĩnh thì ông đã đưa một cái thảm họa giống như là ông là một tội đồ vậy đó tức là nói chơi như vậy nhưng mà sự thật ông đã tranh đấu rất là mạnh do đó nên cái hãng găng thép không thể thành lập ở ngay chỗ kế bên cạnh cái khu vực mà ông đang nuôi những con sò nuôi những cái con hào do đó nên đó là một cái mà ông rút kinh nghiệm ông đã, ông đã dùng rất là nhiều thời gian để mà thuyết trình cho phái đoàn biết là chúng ta phải đấu tranh đấu tranh để mà cho những cái nơi nào một cái chất độc nơi nào mà thải ra những cái hóa chất ấy, không phải là nơi chúng ta sinh sống đó là cái điều mà ông ta dặn như vậy và sau đó thì chúng tôi trở về lại đài loan thì chúng tôi chia tay với lại các linh mục và chúng tôi cũng có dịp để mà phỏng vấn một số các linh mục để mà tìm hiểu về cái thực trạng hiện nay ở tại việt nam thì trong những chương trình sắp tới thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những cái cuộc phỏng vấn mà do chúng tôi thực hiện tại đài loan à, bản tin của chúng tôi ngày hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình khác. Chương trình bản tin hoạt Thịnh đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo, kính thưa quý đồng hương, quý niên trưởng và chiến hữu, để kỷ niệm 54 năm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh trách nhiệm của Tổ quốc giao phó, lao lái con thuyền quốc gia trong giai đoạn khó khăn của đất nước, để tưởng nhớ đến bao anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì lý tưởng tự do, vì nhiệm vụ bảo quốc, an dân đã hy sinh vì tổ quốc. Để kỷ niệm năm thứ 17, ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 được lưỡng viện Quốc hội Thủ bang Virginia vinh danh là ngày chiến sĩ tự do Freedom Fighters Day. Xin cảm mời quý đồng hương, quý niên trưởng và chiến hữu vui lòng dành ít thì giờ quý báo tham dự buổi lễ truy điệu ngày quân lực vào lúc 7 giờ 30 chiều thứ 6 21 tháng 6 2019. Sau phần truy điệu là phần văn nghệ đấu tranh do các nghệ sĩ quen thuộc và được mến mộ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đảm trách. Lễ chào quốc kỳ ngày quân lực vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy 22 tháng 6, 2019. Hai buổi lễ trên sẽ được tổ chức tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden Fortress, Virginia. Kính thưa quý đồng hương, quý niên trưởng và chiến hữu, sự hiện diện của quý vị sẽ giúp cho buổi lễ thêm phần trang trọng, sẽ là phần thưởng tinh thần giá trị cho Liên hội của chiến sĩ và ban tổ chức, đồng thời nói lên được mối tình quân dân thấm thiết, tình đồng đội, chiến hữu, mãi mãi còn khắc ghi trong tim của những người con dân việt nam cộng hòa chân thành cảm tạ